Em dễ thương, tại sao em ế? Em cũng cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm, thành ra là ế là phải rồi. Rồi, dễ thương quá à. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em rồi. Mời bạn nam. Bạn, ngồi đi bạn. Em tên Trần Minh Duy, em đến từ thành phố Sóc Trăng, nhân viên kinh doanh của công ty Thế Giới Động. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi rồi chị. Bạn nữ, bạn giới thiệu cho mình. Em tên Trần Ngọc Châu, 29 tuổi. Em là giáo viên cấp 3. Nguyên gốc của em cũng là Sóc Trăng nữa, nhưng mà em đang công tác tại Cần Thơ. Ồ, vậy là từ Cần Thơ mình lên đây tham gia chương trình hả? Dạ, em đi từ sáng sớm luôn á. Rồi sao bạn quyết định đi lên tới trên này để tham gia chương trình? Em có một người bạn và bạn em có một ông xã, ảnh học ở Hungary á, cũng rất là thân, và mỗi lần chat nhóm á thì ảnh cứ nói chương trình này hay lắm em tham gia đi em. Thế là em mạnh dạn tham gia luôn. Em mạnh dạn tham gia. À, mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính xác luôn là không có mối tình nào cả. Chưa có một mối tình nào hết. Dạ. Nắm tay bao giờ chưa? Hồi đó em có một cái thằng bạn học, mà thằng bạn học không có dính dáng gì tới em hết á, mà đoạn đi công tác xã hội có nắm tay nó một lần. Trời đất ơi, tính được không quý vị? Chưa nắm tay luôn, vậy là chưa có hôn luôn đúng không? Dạ chắc chắn là vậy. Wow, một tràng pháo tay. Bạn trai ơi, bạn cảm mới nhận như thế nào? Nắm tay thằng bạn một lần thôi, hôn thằng bạn cũng một lần thôi. Đúng không? Đó anh ơi. Thấy bên đây cười quá trời luôn à. Đây khoái à. Dạ cũng khoái khoái. Khoái khoái, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng ba mối tình. Lý do tại sao mình chia tay? Không hợp, cãi nhau thì bạn gái lại giận, nhưng mà mình năn nỉ thì lại không chịu, cắt liên lạc khoảng tuần hai tuần mới liên lạc lại. Cứ vậy là xa nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mình không nhịn bạn gái được à? Cố gắng liên lạc nhưng mà bạn không có liên lạc với mình á, thì mình cũng hơi buồn, với lại lúc đó cũng còn trẻ thì cũng còn hơi bồng bột xíu. Bao nhiêu lâu rồi? Dạ khoảng 2 năm. Bây giờ bạn già lắm. Mới đây mà làm lúc còn trẻ. Nhưng mà muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có tính cách dễ thương xíu. Em dễ thương. Em dễ thương, tại sao em ế? Em cũng cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm người, thành ra là ế là phải rồi. Rồi, dễ thương quá à. Em thấy điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì? Quan trọng là em có hiếu với cha mẹ và em là người sống tình cảm, thì em nghĩ đó là điểm mạnh của em. Bạn nam. Dạ, điểm mạnh của em là có thể hát nhiều loại nhạc. Rồi. Được. Mày vui nè. Dạ, em xin hát một câu vọng cổ. Nay về giữa xuân thủ đô, đất trời ngời lên sắc thắm, gió xuân mơ màng đẩy đưa mấy cành đào tơ. Nắng xuân la đà rung trên bờ dài mái tóc, dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Vô. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Hay quá, hay ngọt. Bạn quá được ngọt luôn. Nghe thôi là thấy khoái rồi đó. Phải nói là rất là hay. Em là một bài thơ nhỏ nhỏ ngẫu hứng để tặng anh bên kia nha. Rồi. Chúng ta gặp nhau gọi là duyên, nên ta cứ trò chuyện tự nhiên, chọn nút hay không cũng không sao cả. Hữu duyên thì sẽ gặp bạn Hàn Nguyên. Ngẫu hứng. Bây giờ mình hỏi chút xíu bạn nam, bạn sẽ tìm người phụ nữ của đời mình như thế nào? Nữ tính, biết tôn trọng người lớn, biết chia sẻ, lắng nghe, và cả hai đều biết nhường nhịn nhau xíu. Bạn không thích gì người phụ nữ? Đanh đá, cào rào á, thích nó cầm ràm á, dạ, nói nhiều á, nói nhiều dạ. Vậy thì lấy vợ về có phải làm dâu không? Dạ nhà em thì dễ lắm, ba mẹ dễ lắm. Em út, nếu mà bạn chịu làm dâu thì làm dâu, còn không chịu thì chắc gia riêng cũng được. Bạn làm dâu được không? Dạ được. Bạn muốn mẫu người bạn trai như thế nào? Em cần một người có một cái bản lĩnh thật sự,
để có thể che chở trong cái cuộc hôn nhân sau này giữa em và chồng tương lai. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho người ấy. Trong chuyện tình cảm thì cả hai cần phải có một cái sự chia sẻ cảm thông cho nhau. Chắc chắn là em không thể ăn hiếp người khác. Em không có thích ăn hiếp người khác, kể cả tất cả từ lớn đến nhỏ, già đến trẻ. Em chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ. Phụ nữ mình biết lắng nghe và chia sẻ quá. Là quá tốt. Cái câu hay nhất là em không có ăn hiếp người lớn. À, có cái điều nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích bạo lực chị. Dĩ nhiên trong cuộc sống sau này của hai người thì sẽ có một vài thứ bất lập nào đó. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như người đó cũng biết gọi là nhu cương thương giãn và bản thân mình cũng như thế thì cuộc sống nó có thể tốt đẹp được. Cô giáo nói hay quá. Cảm nhận như thế nào bạn? Bạn nữ rất là biết suy nghĩ, chín chắn, lại nói chuyện rất là dễ thương. Em thì cũng không có thích bạo lực. Em thì không ăn ớt được cho nên là ở nhà hay nói là chắc nữa là sợ vợ. Em cũng sợ bạo lực. Bây giờ trước mắt chưa tính tới hôn nhân, mà bây giờ nếu đồng ý hẹn hò với nhau thì thật sự cũng cách 6-70 cây số. Thì mình bạn chọn cái phương án hẹn hò như thế nào? Chắc là em sẽ dành thời gian để em lên thăm bạn. Bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đi chơi ở những nơi mà giống như là vũ trường hay là... Không có đi đó đâu anh ơi. Không có đi đó đâu anh ơi. Nếu đi thì hai đứa đi thì được. Dạ, không thích đi một mình. Có nghĩa là không thích đi cho đi một mình chứ không phải là không thích đi tới chỗ đó, đúng không? Bạn có tật xấu gì không? Cũng có, hay ví dụ ngủ nướng hay cứng đầu xíu. Kêu em làm việc gì đó thì kêu một lần thôi, như là em chút xíu em sẽ làm, còn kêu hoài em nghĩ làm luôn. Trời ơi, bạn ngủ nướng mà muốn kêu bạn dậy sớm chở ta đi làm phải kêu 80 lần rồi mới dậy chứ kêu một lần đâu. Cái đó chắc sau này sẽ sửa từ từ được. Hứa đó nha. Thôi mặt mày đẹp trai lắm nha, thiệt đúng á. Anh Hoàng coi đàn gái thế nào nha. Chào em. Anh lên đây anh vừa hát hay vừa đẹp trai nữa. Dễ thương lắm, hiền hậu nữa. Dạ. Anh nghĩ rằng ổn đấy. Ủa em dạy vậy là dạy chuyên cái gì? Dạ em chuyên môn sinh học. Sinh học hả? Dạ. Theo sinh học thì tại sao hai người lấy nhau đẻ hoài không ra con trai? Hơi dài dòng á, là nếu chỉ tạo ra con gái là XX. Một X là do tự của người phụ nữ, một ít là giao tử của người nam. Kết hợp lại với nhau và người nam không thể tạo giao tử y được. Kết hợp với ít để tạo ra con trai mà chỉ lượng ra ít thôi. Có nghĩa là con trai yếu á, hay gì là phải lên y nó mạnh á. Mà mình có ít hoài đó. Đúng không quý vị? Ngắn gọn á là yếu á. Yếu. Cảm ơn cô giáo sinh học. Bà bệnh bị xối xả vô mặt luôn. Dễ thương. Hôm nay mình có đi với người thân gì không? Ông bạn mà ông giới thiệu đó, du học in Hungary mới về, rồi em kêu lên đây luôn. Rồi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Châu thì là một cái người con gái mà rất là dễ thương và rất là thương người, từ người lớn cho đến người nhỏ. Suốt ngày là đi chơi, là đa phần là đi chơi với trẻ con không à. Thành ra là đó là một phần là lý do tại sao mà không có bạn trai cho tới bây giờ. Qua cái lời tâm sự của anh chàng bên đây thì theo cảm nghĩ của anh thì anh thấy là có vẻ hợp với tính em đấy. Anh xem chương trình bạn muốn họ lâu chưa? Em xem chương trình này cũng khoảng được 2 năm rồi. Thấy là cái chương trình này rất là ý nghĩa, là để tạo cho nhiều người có cái hoàn cảnh khác nhau, do cái bối cảnh công việc mà không có tìm được cái một nửa của mình. Đó là lý do chính mà tại sao là mặc dù là đi học bên nước ngoài nhưng mà luôn luôn là động viên là ở nhà là nên đăng ký tham gia cái chương trình. Ở nước ngoài nhiều bạn sinh viên xem chương trình nào không bạn? Cũng có, rất là nhiều. Xem trên YouTube nha. Dạ đúng vậy rồi. Nhớ xem, nhớ bấm MCB Media, bấm subscribe coi nha. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh. Gặp nhau đi. Kéo màn lên. Chàng trai Sóc Trăng và cô gái Cần Thơ. Hít hơi thật sâu vô, chuẩn bị những gì mình nói. Bắt đầu. Chào anh. Chào anh. Nè, có bao nhiêu tiền? Đến với chương trình thì như hồi nãy em nói là cho dù có bấm nút hay không á thì em với anh á thì cũng là có một cái duyên phận nhất định. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục á thì đây là món quà kỷ niệm đầu tiên của hai đứa cho em gửi anh. Cảm ơn. Dạ. Dễ thương. Em chỉ có một câu hỏi thôi. Nếu như sau này anh trở thành một ông xã của một cô gái, có nghĩa là trở thành một trụ cột trong gia đình, thì anh sẽ là người như thế nào? Sẽ mang lại cái hạnh phúc cho cô ấy, sẽ làm những gì mà cô ấy thích, cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp để có thể là phát triển hơn về bản thân,
để sau này hai người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho em hỏi thêm một miếng nữa, thí dụ như hơi xa hơn một tí. Tại vì em rất là thích trẻ con. Nếu như mà anh trở thành là một người cha thì anh sẽ là người như thế nào? Cha thì phải thương yêu, chăm sóc cho những đứa con của mình, chơi đùa với nó. Em cảm ơn anh. Có chơi đùa với mẹ đó không? Đã có. Em dạy cấp 3. Em dạy cấp 3. Về môn ướt y đó. Em có thể về Sóc Trăng để thăm anh không? Có chứ. Tại vì quê em ở Sóc Trăng mà Cần Thơ á là chỉ là quê hương thứ hai của em. Còn Sóc Trăng á thì đó là nơi để mà em trưởng thành và sinh ra. Chắc chắn là em sẽ yêu quê hương Sóc Trăng rất là nhiều. Nhà em ở huyện nào? Em Mỹ Xuyên á. Anh cũng Mỹ Xuyên. Vậy hả? Anh ở Thạnh Quế. Em ở xã Ngọc Đông á. À, xã Ngọc Đông. Đi vô xíu nữa. Vậy là gần nhà. Thì rước dâu cũng dễ á. Bạn nam cảm nhận bạn nữ thế nào? Rất là dễ thương, nữ tính. Nếu mà em thấy anh mạnh dạn lên. Lên đây em rung. Em thì hát thì được, nhưng mà nói chuyện trước đám đông thì hơi bị rung á. Ba em rất là thích đàn vọng cổ. Thành ra là nếu như có một người hát cho ba lên đàn thì thật là tuyệt vời. Lên coi vòng cổ. Không phải ai cũng có thể hát vòng cổ. Em ơi, biển lớn sông sâu còn có khi đầy khi càng, nhưng tình của đôi ta luôn đông đầy theo năm tháng. Thì hờn dỗi chi em cho bờ mi đắm lệ thương sâu. Ngọt quá trời luôn rồi mà sao mình nói không được đó. Trời ơi, anh thấy cô gái bên kia rất là sâu sắc. Chúng ta có một người vào như thế bên cạnh rất là yên tâm bạn nha. Vừa dạy con mình nè, vừa dạy mình, à không, vừa lo cho mình nè. Ok, rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm nút. Một, suy nghĩ thật kỹ nha. Hai, ba. Hết thời gian. Ô, đẹp trai đẹp gái quá. Nào hãy nắm tay nhau nào. Chưa nắm tay lần nào. Cái nắm tay này là cái nắm tay gọi là ghi nhớ. Đã nắm tay thằng bạn một lần. Lâu rồi. Bây giờ nắm tay thằng khác. À không, nắm tay người khác. Có khác cái nắm tay thằng bạn không? Không biết. Dễ thương quá. Nào, chúc mừng các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn. Một suất chụp hình cưới trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tại Đà Nẵng, tại tất cả các hệ thống của thương hiệu áo cưới Island, nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Người ta hỏi là em đóng vai ác thì được, mà thật sự em không quá đâu. Tại em rất thương người. Trời, dạo này chị khổ quá, chị mất show liên tục. Tôi thật sự mà nói, tôi nhìn người khác hạnh phúc quá tôi vui lắm. Anh mừng thôi. Em là nhiều khi mừng mà còn tủi thân nữa. Thôi không sao em, cái gì cũng vậy. Hạnh phúc là cho đi và chắc chắn một ngày đó người ta sẽ nhận lại hạnh phúc đó. Đúng rồi, trước mắt là mình cứ thấy họ có hạnh phúc thì mình cứ vui cái đã. Rồi từ từ là mình vui sau, vui chậm mà nó chắc. Đã quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màn. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Bạn tên là gì? Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Ngọc Diệp, hiện đang 24 tuổi và đang làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn FPT. Bạn quê ở đâu? Em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, bạn trai của mình giới thiệu đi. Xin kính chào quý vị khán giả, chào Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Ngọc Tiệm, hiện em 29 tuổi. Em đang sống và làm việc ở Nha Trang. Nha Trang. Nha Trang. Từ Nha Trang bạn vào đây đó hả? Cụ thể ở Nha Trang là bạn làm công việc gì? Dạ, em làm bánh bao chị. Mình làm bánh bao hay là mình bán bánh bao? Dạ, mình làm gì? Em làm rồi bỏ cho các đại lý người ta bán gì? Là mình có lò hả? Dạ đúng rồi, em là cơ sở bánh bao gì? Lò bánh bao mình có truyền thống bao lâu rồi? Dạ cũng được gần 20 năm rồi. À, suốt ngày làm bánh bao không lo lấy vợ hả? Thì ngày trước thì em học bên kinh tế, xong em cũng đi làm công ty được mấy năm.
Cái lò bánh bao đó là của gia đình bạn hay là... Dạ đúng rồi, còn anh em trong gia đình chị. Là nếu mà lấy vợ thì về Nha Trang làm bánh bao hả? Dạ không, em thì vậy lắm. Em cũng có nhiều nghề tay trái. Bạn gái em hoặc vợ em mà công tác ở đâu đó chẳng hạn thì em sẽ chuyển. Nhưng mà nghề bánh bao cũng tốt mà. Nghề đó là nghề gia truyền mà bán cũng ngon lắm mà nha. Dạ. Nhiều tiệm bánh bao Sài Gòn bán là xây nhà lầu không á. Nếu bạn trai ở Nha Trang thì bạn có thấy có khó khăn gì trong lúc mình tìm hiểu yêu thương nhau không? Dạ thật ra là quê ngoại của em thì ở Nha Trang. Nếu bây giờ mình bỏ công việc ở thành phố mình về Nha Trang làm dâu thì bạn nghĩ sao? Cái này thì cũng tùy xem bạn em như thế nào. Hiện tại thì em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng, nhưng mà em thích cái công thích làm bánh và em cũng đang có ước mơ mở một tiệm bánh cho bản thân mình. Nó mở bánh, hai bên kết hợp mở bánh luôn là được rồi. Điểm yếu của mình là gì nè? Em sẽ dễ nổi cáu khi mà đang mệt, ăn chậm, nhai kỹ. Chậm là bao lâu? Ví dụ bữa ăn của bạn mà ăn mất nửa tiếng cho đến 40 phút. Ngồi nhai hoài hay là sao? Làm gì? Không biết sao. Có thể là miệng nhỏ nên không có bỏ nhiều đồ ăn vô được. Em không có giỏi đoán ý của người khác, nếu mà người ta phải nói ra thì em mới biết. Ngoài ra thì cũng kỹ tính trong cái sinh hoạt trong gia đình tại vì ảnh hưởng của mẹ á. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào chính thức hết. Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Có trách nhiệm, sống có nguyên tắc, biết yêu thương gia đình, tình cảm, tốt bụng và là một người hướng nội, kín đáo, điềm tĩnh. Bạn đáp ứng nổi nhu cầu bên kia không? Dạ em nghĩ là chắc được 90% ạ. 90%. Tự tin dữ. Còn mình tìm đối tượng như thế nào? Em tìm thì đơn giản trước mắt là cái bề ngoài. Bạn gái phải cái hàm răng là phải trắng đều thì... Dạ. Không đâu. Em chào chị. Bây giờ ta được hết trơn hết trọi, giờ răng ta không đều rồi sao? Nếu mà không được thì đừng có xấu quá. Có tiền không? Dạ. Cho người ta đi làm răng. Ôi làm răng nhưng mà cái làm răng đó là cái giả thôi chị. Thôi thì mình chứ để như vậy nó hay hơn. Thôi điều gì không thích ở người phụ nữ nữa? Có lẽ là lời lẹt quá chị. Dạ với lại không biết nội trợ. Em sợ cái điều mà con gái không biết nội trợ lắm. Nó nghe nè, sao móng tay để dài quá vậy? Vậy cái này ngắn mà chị. Dài. Trời ơi vậy mà ông còn ngắn nữa, chừng nào mới dài? Thường thường thấy nam là người ta cắt gọn gàng sắc rạc, làm sao mà để chi dài dài dài? Dài để nó thiều bánh bao. Phải không? Dạ không. Từ từ đi em để, nó là tự nhiên em để thôi. Nào bánh bao để người ta dài vậy mất vệ sinh sao? Em có tay xem sạch sẽ. Bánh bao có đeo bao tay không bạn? Dạ không. Ủa trời sao không đeo bao tay? Bởi vì nắm mình phải có cảm giác, nên mình làm cái gì mình phải có cảm giác từ đôi tay nữa. Mình đúng ra là phải đeo bao tay vô xong nhồi bột rồi lấy... Không bột thì mình có bây giờ gọi là nhồi máy hả? Dạ máy hấp cũng bằng máy vậy. Sao chị nhìn em dữ vậy? Thấy mặt hơi gian gian. Có ai nói vậy chưa? Dạ không, em thì người ta hỏi là em đóng vai ác thì được, mà thực sự em không ác đâu, tại em rất thương người. Trời dạo này chị khổ quá, chị mất show liên tục. Em ơi. Vậy là mời chị về Nha Trang chơi. Ra ngoài ngày dọng cho ba cái bánh bao là no. Có ưu nhược điểm gì không? Ưu điểm thì hơi có nhiều cái tài lẻ chút. Như em biết làm điện nè, biết nấu ăn nè. Nhược điểm thì chắc có lẽ là nóng tính. Làm bánh bao mà nóng rồi nó méo xẹo rồi. Dạ không, cái đó thì không có nóng. Tôi phải từ từ tôi làm nó mới tròn. Dạ. Chứ thôi nóng tính mình bỏ bớt đi. Dạ. Để anh qua anh xem mình nói thế nào nha. Chào bạn, nóng tính là sao? Lo không? Lo hả? Dạ. Nhưng mà làm bánh bao đứng trong bếp rồi nóng dữ nữa thì sao? Ông em kiềm chế rất tốt. Dạ thôi, lúc nào bánh bao thì em đi chụp hết. Đi Nha Trang làm dâu đó. Thì đi đâu làm dâu thì cái đó không quan trọng bằng mình làm dâu ở nhà nào. Đúng rồi, mình thương chồng ở đâu mình ở đó cũng được mà. Đúng không? Rồi, em có yêu cầu gì ở người đàn ông không? Về ngoại hình thì em muốn một người cao 1m, khoảng 1m65 trở lên. 1m65? Không có quá ốm bề ngang. Rồi. Cặp mắt thì nhìn thẳng, cương trực, không có nhìn gian quá. Ủa. Xin lỗi đàn trai, người ta cũng đẹp trai đó mà. Rồi sao nữa? Không, môi không quá mỏng, da mỏng. Môi mỏng hả? Mỏng. Môi này dày. Còn gì nữa không? Như vậy thôi ạ. Vậy thôi ha. Nói cho anh đây cũng dễ thương lắm. Người biết làm ăn mà, chín chắn rồi. Đề là mắt cũng liếc qua liếc lại không sao đâu. Trời ơi này, ta làm ăn ta phải liếc gì chứ. Quan trọng là cái tâm mình thôi chứ. Tại em đôi lúc nhìn người ta sợ em á. Không vì cái khuôn mặt mình đôi vậy mà. Đôi mắt em nó sắc quá. Người thân em đi với ai? Đi với dì và các bạn. Chào anh Quyền Linh với dì Cát Tường. Em hỏi dì coi là bạn trai bên kia có cương trực không? Dì xưa thấy như thế nào vậy? Dì thấy cậu này có vẻ khó tánh á. Không dễ đâu. Mà dịp gặp mặt rồi hay quyết định. Vì bề ngoài không có nói lên được cái gì. Anh này á, tuy rằng cái đôi mắt á, nó có hơi gọi là, ta gọi đóng vai ác chút xíu thôi. Nhìn vô như mình tiếp xúc với anh á thì nụ cười anh rất là tươi, cái tâm anh rất là sáng. Không, bây giờ bạn nam nói câu nào với dì đi, thuyết phục dì trước đi bạn.
Người ta nhìn vô thì kêu con là cũng hơi khó tính thiệt. Nhưng mà khi mà hiểu rồi thì có lẽ là dễ. Ba con nhìn người ngoài rất là khó tính. Nhưng mà khi tiếp xúc với lại nói chuyện với ba con rất là dễ tính. Rất là tâm lý với con cái. Ba con rất là thương con dâu đó. Đâu đàn gái rồi, bây giờ gặp đàn trai. Hôm nay em này có tới với anh rể. Xin chào anh Hoàng Linh và chị Cát Tường. Như em thì nói chung là em nhìn thì hầu như thấy bạn gái bên này cũng dễ thương. Nhưng mà những cái điều kiện mà như em tiệm nói là ví dụ như là phải phù hợp với những cái hàm răng rồi như thế nào đó thì thật ra là không hợp. Nói chung bạn gái này nhìn cũng dễ thương, cũng cao giáo, cũng nữ tính. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Thấy cũng phù hợp. Anh thấy thế này nè em. Thực sự mà nói thì ai cũng có thể đưa ra mình một cái tiêu chuẩn. Nhưng mà khi gặp mắt, nhìn mắt rồi, khi mà yêu rồi thì những tiêu chuẩn nhìn nó không còn nữa. Mình có quyền đưa tiêu chuẩn mà. Tiêu chuẩn nó chỉ là lý thuyết thôi. Đúng rồi. Trên thực tế nó sẽ khác nữa. Rồi mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt. 2 phút bắt đầu. Em nhận xét với anh như thế nào? Cái này thật sự em không thể nhận xét được trong lần gặp đầu tiên được. Nhìn anh có vàng lắm không? Không, anh không có vàng. Rồi cảm ơn em. Thế em thì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng. Những lúc mà anh nóng tính thì thường anh làm như thế nào để mình tiết chế lại cái cơn nóng giận? Mình nóng tính là anh bỏ đi à? Ví dụ như là cãi nhau hay là chuyện gì hay là nóng tính quá thì anh bỏ đi nơi khác rồi anh làm gì làm kệ. Dạ. Hồi xưa anh nói là anh có học kinh tế thì không biết là anh học ở đâu? Anh học kinh tế Hồ Chí Minh. Em cũng học trường đại học kinh tế luôn. Dạ. Anh học khóa bao nhiêu? 34. Còn tại sao anh lại làm cái nghề như anh đang làm? Anh yêu thích công việc đó hay như thế nào? Con người nó cũng có một cái duyên với một cái nghề nữa. Cho nên là mình cũng muốn chọn một cái nghề gì đó nó gọi là sạch sẽ chân tay chẳng hạn. Nó đưa đẩy mình tới. Nói chung nghề nào có tiền thì làm thấy công thôi. Việc hiện tại cũng đâu có gì đâu. Bây giờ có nó khó. Với lại cái nào nó thu nhập ổn định cho mình hoặc là nó đảm bảo được cuộc sống cho mình thì mình làm. Đúng rồi. Vậy. Mình sẽ hẹn hò thế nào nếu như ta bấm nút? Thì một tuần em sẽ đi một lần. Anh chắc không? Chắc. Trước giờ thì anh nói được, anh làm được. Em thì bây giờ em xác định là tiến tới hôn nhân chưa? Em nghĩ là khoảng 2 năm thì sẽ đủ để mình tiến đến hôn nhân. Chà, 2 năm mà tuần nào anh cũng từ Nha Trang vô đây cũng hơi tội lắm nha. Đâu, nãy anh có nói á. Anh nói là nếu cần anh sẽ di dời chỗ ở luôn. Quan trọng là tình yêu đủ lớn giữa hai người thôi. Dạ, nói chung là công việc của em thì nó không có gò bó với thời gian. Em làm cho em cho nên là nó cũng thoải mái. Sắp xếp có thể làm đi lúc nào cũng được. Cũng hợp lý rồi. Một câu nào đó dành cho nhau đi, hai bạn. Thì lên đây thì anh cũng gặp em thì anh cũng rất là vui và hạnh phúc. Thì mong là chúng ta sẽ nắm tay nhau bước tới cái con đường phía trước. Thì em thấy đến đây mình gặp nhau vừa chỉ có 2 phút thôi thì nó cũng là một cái duyên. Thì cho dù thế nào thì em nghĩ là mình vẫn nên giữ liên lạc với nhau. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Hãy lắng nghe nhịp đập con tim bạn nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, hai người hãy nắm tay thật chặt vào để wow, nó còn gần nấp sau em à, như một người đàn ông che chở cho người phụ nữ vậy. Như vậy thì hay quá, một hình ảnh rất là đẹp. Chúng tôi sẽ gửi tặng bạn những cái chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại các áp dụng tại các hệ thống áo cưới Island. Nếu như các bạn đồng ý tiến tới hôn nhân. Đẹp. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Nhỏ em nghe lời phụ huynh và thầy cô làm con ngoan trò giỏi nên là không có yêu đương. Sau này đi làm, ra trường đi làm thì lại vì tin tưởng mọi người quá nên là em lại ế. Ủa sao tin tưởng mọi người ế? Tại vì em chơi với một đám bạn thì cũng độc thân giống như em. Nên em cảm thấy là chơi với bạn thì lại vui hơn là có người yêu. Rồi, đúng rồi. Thành ra lại là lần lượt là có người yêu mà đi lấy chồng, lấy vợ. Tụi nó đi lấy chồng, lấy vợ hết rồi. Bỏ giờ còn chừa lại mình ơn em thôi. Được không? Dạ, nếu mà chưa lập gia đình thì cũng có người yêu rồi. Mời nhà trai.
sai, chờ anh sai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Chào MC Hồng Vân. Chào và em. Và bạn gái bên kia, chào khán giả đừng quay. Em tên là Nguyễn Văn Cầu. Năm nay em được 29 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc ở Quảng Nam. Em làm gì Cầu? Dạ, em làm bên kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Thế từ Quảng Nam em vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình à? Dạ. Trời, cảm ơn em đã lặn dạ. lội đường xa xa xôi. Hy vọng hôm nay sẽ thành công nha. Dạ. Rồi còn mình giới thiệu đi Cưng. Dạ. À, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nam bên cạnh. Em tên là Lê Thị Ánh Vàng. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam nhưng mà hiện tại em đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ồ vậy. Ủa, hả? Em tên gì em? Dạ em tên Ánh Vàng. Ánh Vàng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, Cầu Ánh Vàng. Dạ. Trời cầu ơi, gì được nấy. Cầu ánh sao bây giờ hai bạn này cầu ánh vàng luôn ghê chứ. Cầu ánh vàng. Một bạn là quê Quảng Nam, hỏi coi huyện nào. Xin hỏi bạn gái bên kia là ở huyện nào ta? À dạ em ở Đài Lộc, còn anh ạ? Anh ở Tam Kỳ luôn. À dạ. Cũng đâu có xa gì mấy đâu. Dạ, dạ cũng gần. Không xa lắm. Thôi sát bên dạ. mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái bạn kia đang làm ở Quảng Nam, bạn này đang nằm ở quận 1. Thì bao dạ. thì em về quê mấy lần? Dạ ý là tính là sang năm vào trong Sài Gòn lập nghiệp á. Cũng vậy đó hả? Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Trời ơi khỏe luôn nữa rồi. Dạ. Trời ơi vậy là gần gũi rồi. Bạn không lo. Vậy là hợp lý rồi đó. Bạn gái cho đàn trai biết ưu điểm khuyết điểm của bạn đi. Dạ em tuy không có cao nhưng mà não thì đủ dùng. Tuy không cao nhưng não đủ dùng nghe. Dạ. hơi khó tính nhưng mà cực kỳ tốt tính. Hơi khó tính nhưng mà rất tốt tính nghe. Trời. Dạ còn IQ thì không có được tốt bằng IQ lắm nên là rất là ngại giao tiếp với người lạ. IQ dạ. cao hơn EQ hả? Bạn này dạ. có cái cách giới thiệu đáng yêu ghê á. Dạ. Chút phải ghi chép lại đang học bỏ lên mấy cái vở kịch á. Rồi khuyết điểm của bạn là gì? Dạ đó là em hơi khó tính ạ. Gì? Bạn hơi khó tính. Khó cỡ nào? Tức là em luôn đặt ra những cái tiêu chuẩn cho bản thân mình cũng như là cho những người khác nên là nếu mà không có đạt được những cái đó thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhiều lúc là cũng sẽ nhăn nhó với lại mọi người. Rồi, bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, thật thà, hay giúp đỡ mọi người. Với lại mấy người ở đồng nghiệp công ty là khen em là hiền lành, hòa nhã, dễ tính. Còn khuyết điểm của em thì cũng hay là cào với bạn bè, cũng hay nhậu. Tại vì đặc thù của nghề xây dựng là cũng hay anh em mỗi lần chiều thứ bảy chủ nhật gì đó cũng ra quán làm xíu. Cũng phải lâu lâu mà thấy tuần nào cũng nhậu chứ. Nó xây dựng cuối tuần lãnh lương là nhậu à. Dạ. Kìa mà mỗi qua nhìn là dạ, trai kìa. Dạ cô... em. Ủa rồi bên ngân hàng mình có đi nhậu không em? Dạ công việc của em thì chủ yếu làm việc với lại số liệu nên không có phải đi tiếp khách hay là gì nên. Rồi bây giờ cuối tuần người ta đi nhậu rồi em tính sao? À dạ không sao ạ. Nói chung nhậu có chừng mực thì đối với em là ok. Chừng mực là bao nhiêu lon? À dạ không xỉn biết đường về là được. Không xỉn biết đường về sao em? Có bao giờ nhậu mà không biết đường về không? Dạ nói chung là em nhậu là biết kiểm soát. Rồi chị hỏi em nè. Dạ. Có nhiều bồ không? Dạ em thì em được hai mối tình. Mối tình thứ nhất là năm cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cũng được lâu, được 2 năm. Tại vì đợt trước là em hay đi làm xa. Tại vì công trình của em là làm cầu đường với lại trường học xa đó. Hai đứa do điều kiện gây lộn với nhau thì cũng nói qua nói lại. Mình cũng có thời gian gần gũi bạn gái để mình chia sẻ và làm thông cảm. Cái hai đứa giận luôn. Giận luôn, bao lâu rồi cưng? Dạ cách đây 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ được 2 năm. Hả? Cũng do việc là đi nhậu hay đi lo làm công việc suốt rồi không có chăm sóc. Mà phụ nữ thì cần cái sự quan tâm và chăm sóc hết sức là quan trọng em trai à. Yeah. Đúng rồi, lúc nào phải quan tâm đến người phụ nữ mình yêu. Chị hỏi nè, em hình dung cái bạn gái bên rào này như thế nào?
Dạ nói chung là nghe giọng là em thích à. Nghe Quảng Nam là thích thì lắm. Quê hương mình là mình thích rồi. Dạ. Đó đương nhiên rồi. Nhưng mà giọng bạn gái cái về tính cách thì em thấy là rất là ok. Nãy em nghe bạn giới thiệu về mình em thấy ấn tượng ghê không? Dạ, chị còn ấn tượng nữa. Dạ. Em hình dung cô gái bên đây có cái diện mạo ra sao? Thì em nghĩ là 1m khoảng 58-59. Ừ, 1m 58-59. Dạ, còn thân hình nói chung thì cũng đều đặn. Mái tóc thì mái tóc dài. Mái tóc dài, màu đen hay màu gì? Dạ màu đen. Màu đen. Dạ. Da trắng hay là da đen nè? Dạ da trắng. Da trắng. À. Mấy cái người hiện đại anh nghĩ rằng tóc không dài đâu. Lên. Anh đoán. Tôi là người hiện đại. Hả? Không, Vân không dài, Vân vẫn truyền thống đấy Vân. À, theo tôi là cô gái kia là thường những người IQ cao á thì họ không để tóc dài đâu. Tóc dài đầu ngứa ngáy IQ nó nổi ra ngoài ngứa ngáy. Rồi tóc ngắn anh đoán như vậy đó. Dạ. Thôi để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ. À. Trời. Tôi nói có sai đâu. Vậy em nói thử cái tóc em như vậy từ đó giờ hay là hồi đó em có để dài không? Em cho một cái điểm cho bạn trai bên kia coi. Dạ, em cắt từ năm 2015 ạ. Lúc trước thì em cũng đã từng để dài tóc chắc đến lưng ấy. Dạ, nhưng mà em cảm thấy nó tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc trong việc gội rửa nên là em quyết định là cắt tóc. Nhưng mà giờ thì em lại thấy hơi hối hận tại vì thời gian và tiền bạc đầu tư vào việc cắt nó thì nó lại nhiều hơn cái việc gội. Con gái có mấy mối tình rồi? Dạ em ế từ trong bụng mẹ ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Thấy thương ghê không? Thiệt không? Dạ thiệt. Không có mối tình nào luôn hả? Dạ không có một mối tình, chưa từng nắm tay luôn. Ai tin tôi cùi liền á. Sao vậy? Dạ tại vì lúc em nhỏ khó quá thì sao? Dạ cũng có nhiều lý do lắm, mà khó là cũng là một phần. Còn thêm cái nữa là hồi nhỏ em nghe lời phụ huynh và thầy cô làm con ngoan trò giỏi nên là không có yêu đương. Sau này đi làm, ra trường đi làm thì lại vì tin tưởng mọi người quá nên là em lại ế. Ủa sao tin tưởng mọi người ế? Tại vì em chơi với một đám bạn thì cũng độc thân giống như em. Nên em cảm thấy là chơi với bạn thì lại vui hơn là có người yêu. Trời đất ơi. Thành ra lại là lần lượt là có người yêu mà đi lấy chồng lấy vợ. Tụi nó đi lấy chồng lấy vợ hết rồi. Bỏ giờ còn chừa lại mình ơn em thôi. Dạ nếu mà chưa lập gia đình thì cũng có người yêu rồi. Được rồi. Một người năng động xinh xắn này không có người yêu đúng không? Không ai tin, nhưng mà nói ra lý do thì có thể. Em tưởng tượng cái người bên rào như thế nào? Con trai Quảng Nam đó. Chắc em nghĩ là chiều cao thì về ngoại hình thì chiều cao là chắc sẽ cao hơn em. Thì dĩ nhiên. Chỉ đàn ông hay cao em lén. Hy vọng là em hy vọng là cao trên 1m65. Dạ. Hơn rồi. Nữa đó. Dạ vì em muốn cải thiện F1. Còn không cần quá trau chuốt nhưng mà phải gọn gàng sạch sẽ. Dạ. Đó, em hình dung về... đi, em tả cái bạn đó đi. Hai điều em nói là đúng rồi đó. Dạ về tính cách thì trưởng chạc, trưởng thành để có thể là lo giúp em. Tại vì em tính cũng hơi trẻ con tí. Bạn này trưởng chạc đó. Dạ. Bạn này phải nói cũng phong độ, đẹp trai đó. Anh thấy cũng đủ để các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi. Bây giờ hỏi người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ hồi nãy thì cũng có đi với bạn nhưng mà bạn có việc mất. Rồi bạn về rồi ha. Dạ. Thôi được rồi, cũng có mọi người ủng hộ bạn. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại hội anh chị em đồng nghiệp thân thiết của em. Dạ xin chào hai MC và chào quý vị khán giả và chào anh ạ. Dạ em chào là em gái của chị Ánh Vàng. Dạ anh có thể cho em hỏi một câu được không ạ? Dạ được. Anh lúc nãy thì em có nói là anh dự định là năm sau là mình sẽ vào Sài Gòn để làm việc đúng không ạ? Đúng. Thì anh đã chuẩn bị gì cho cái kế hoạch đó chưa? Trước khi anh đăng ký vào chương trình này anh cũng phải dự định cho bản thân mình trước. Mới vào nay cũng hơi lạ xíu tại vì thành mức sống ở thành phố với lại cái nhịp sống hơi nhộn nhịp. Từ từ thì anh cũng bắt nhịp lại. Thì anh cũng chuẩn bị cũng nhờ bạn bè gì đó là cũng mong muốn là tìm cho mình công việc để mình ổn định. Dạ em cảm ơn anh. Chị Vàng nhà em thì có chút khó tính chút xíu, nhưng mà chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Nếu mà thân thiết rồi thì sẽ rất là dễ thương, tốt bụng và biết hiểu cho người khác. Thì em nghĩ là chắc chị Vàng cũng sẽ hiểu cho anh. Nếu mà hai người có thể đến với nhau thì chắc là có thể chờ đến ngày anh vào Sài Gòn. Còn chị Vàng ơi, em thấy anh bên này cũng dễ thương, cũng thật thà. Nếu mà chị cảm thấy ưng á, thì có thể cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em gái. Ok. Mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Rồi, tới luôn. Rồi, tặng em. À. Bó hoa và sô-cô-la. Dạ, em rất là thích bó hoa này. Tôi cầm cho. Đó.
em cũng có một món quà tặng anh. Đây là bánh em tự làm. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em có một đam mê đó, rất là thích làm bánh, rất là thích đồ ngọt. Cái này là mới làm sáng nay, lúc mà làm thì vừa nhỏ bọt và xong cũng suy nghĩ, tưởng tượng ra là người nam mà đến chiều nay mình gặp là sẽ như thế nào. Nói chung vừa nặng bánh và vừa nặng người luôn, nên là anh cứ từ từ rồi thử anh rất là cảm ơn món quà của em. Dạ. Đó. Đây nè, mấy chục năm chưa bao giờ gặp mặt đó, bây giờ lần đầu tiên gặp mặt, các bạn cảm nhận thế nào? Theo em thì thấy bạn nữ rất là dễ thương, vì ngoại hình rất là xinh đẹp, lạ đúng không? Dạ. Rất là lạ. Còn bạn gái nữ cảm nhận bạn trai thế nào? Đầu tiên thì em rất là có cảm tình, tại vì là người đồng hương. Dạ. Lại người Quảng Nam thì rất là tính tình, thì rất là thật thà, chất phác. Nói chung về ngoại hình thì em thấy là đã đảm bảo được cái tiêu chuẩn của em. Cho em hỏi là anh có hay thường xuyên giúp đỡ mẹ trong công việc nhà hay là... Có chứ anh, tại vì em biết sao không? Ba anh là mất sớm, là nhà anh là có mẹ với lại hai anh em trai. Nhưng mà anh là anh trai cả nên anh cũng rất là chú tâm đến gia đình, nên anh rất là giúp mẹ. Nếu mà sau này mà anh có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người bạn đời của anh không? Anh tất nhiên, anh chấp nhận. Tại vì em rất là thích làm bánh, nhưng mà em lại không giỏi nấu ăn, mà em cũng không thích nấu ăn. Trời ơi, anh thấy gì vậy à, anh không cơ bắp thế này phụ giúp em thoải mái. Vậy em làm bánh cho anh ăn suốt cuộc đời luôn đi. Tương lai thì khoảng bao lâu tụi em có thể tiến tới hôn nhân được, trao đổi với nhau đi? Thì em nghĩ đi. Em thì có thể là đã sẵn sàng, nhưng mà em nghĩ cái này chắc là tùy duyên. Tức là cái cơ hội mình tìm hiểu. Đúng xong rồi. Nếu mà hợp nhau thì là có thể tiến xa hơn. Anh cũng mong em cho anh cơ hội. Về quan điểm con trai con gái thế nào? Nhiều anh có phải là người gia trưởng gái đứa con trai đó. Anh thì không gia trưởng. Anh nói chung là anh nghĩ theo hôn nhân thì nên tôn trọng giữa vợ chồng với nhau. Khi mà hai người nhận nhau thì ai sẽ là người làm hòa trước? Thì tất nhiên sẽ anh. Anh sẽ dỗ người yêu anh chứ. Bây giờ bạn trai đứng biến tới nắm tay bạn gái. Nói chung anh cũng mong muốn là cho anh một cơ hội để sửa ấm trái tim em. Dạ. Em rồi. Cũng hy vọng là hai người sẽ cho một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi. Vào vị trí, chúng ta hướng mắt về phía trước, để tay vào nút bấm. Đó là lúc chúng ta làm nhiệm vụ của trái tim mình. Trái tim mình bảo sao mình làm y chang thế. Thích thì bấm ngay, rung động là bấm ngay, đừng chần chờ gì cả. Đó, rồi xong. Lên kìa. Đó, không ai giành được. Ồ. Đúng rồi, luôn rồi. Rồi xong. Rồi. Phải mạnh mẽ như thế chứ. Dạ. Coi như là cá gặp về với nước rồi đó. Ừ, cá gặp nước. Hồi nãy là bạn này bạn phạm luật, bây giờ luật mới cho phép bạn hôn nè. Trời ơi, cái dạ. Hồi nãy nó mới là hay đó. Hồi nãy là bạn phạm luật. Rồi hôn nữa đi. Đó, ừ. Trời ơi, lần đầu. Ủa, em vẫn người ơi. Lần đầu của em luôn đó. Lần đầu luôn đó. Rồi đây là những món quà mà chúng tôi gửi tặng cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Chúc các bạn hạnh phúc nào. Em cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. An toàn hiệu quả có sẵn trong nhà, trẻ chống ho cảm dùng ngay Ít Nhi. Nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút, cao tầm khoảng 1m8 trở lên là ôi ôi trời ơi, em mét nhiêu, em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Được rồi đó. Ừ, vậy được rồi. Mét 8 khó chịu lắm,
vô mà không phải làm cửa, phải làm cửa. Em xin lỗi, em nói nhầm là 1m68. À, phải làm cửa. Em xin lỗi, em nói nhầm là 1m68. À, 68 rồi. Vô được. 1m72, yên tâm đi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, cách nhau cái hàng rào thôi. Rồi, mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha em. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên Gò Vấp. Quê em ở dưới Đồng Nai. Đó là lý lịch trên ngang của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của một của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm nhược điểm của mình đi. Dạ theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và nhiều khi em lý trí quá. Dạ em sống lý trí là nhiều. Dạ rồi mời nhà trai. Em có ưu điểm gì Thì em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ. Nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Em cũng hay ca hát. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc ha? Nhiều không? Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút lại được ha? Dạ. Chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh. Bên đây bạn nam sinh năm 91, nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? Tuổi Mùi ạ. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn hả? Dạ. Tí sụ dùng mèo thình tị ngọ mùi thân dậu thức hợi. Hợp. Hợp. Hợp hả? Hợp hợp hợp. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải thực sự sâu sắc. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả ba vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ đúng rồi thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thì thông báo cho mình kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi, cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái, bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính chung thủy. Và có một số cái bên như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều. Nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chị là 90% rồi đó em. Coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào đàn gái. Dạ. Dễ thương. Thằng trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ. Anh nói là thế nào dù đâu xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi ông thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng rồi, bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào?
À, em mong muốn là một người độc lập thôi. Độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Rồi còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao tầm khoảng 1m8 trở lên là được. Ôi trời ơi, em mét như em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Quá rồi, được rồi đó. Ừ, vậy được rồi. Mét 8 khó chịu lắm. Vô mà không phải làm cửa, phải làm cửa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. À, phải làm cửa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. À, 68 rồi. Vô được. 72 yên tâm đi. Rồi. Đây. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Trời, có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Ừ. Còn theo quyết định của hai cháu nữa chứ. Dạ. Rồi. Cảm ơn bác. Đây là gì của Lan? Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. À, bạn thân rồi. Dạ. Lan thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi mình anh ạ. À, đi một mình hả? Rồi, không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Dạ, em cảm ơn. Được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Em có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng cái gì nào. Dạ em là một người rất là thích đá banh. Em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona. Nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Em gái em thích đá bóng em ở vị trí nào? Dạ em tiền đạo anh ạ. Trời ơi, trời ơi. Tiền đạo luôn hả? Dữ vậy ta. Dạ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ. À, em chơi bóng chuyền. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát. Rồi, ca hát liền luôn. Đến nhân với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh. Tình yêu khát vọng phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em, bạn đời ơi. Anh mơ môi sáng tinh xanh, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hai, bạn gái cảm nhận thế nào? Bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi. Dạ em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ. Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn, tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ.
tình yêu bên cung đàn ca hát, rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua, từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. em quên mất cái đoạn rồi, được rồi. Hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi chúng ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái ra ha, cảm nhận về nhau đi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh. Cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích. Anh đi, anh cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà để cái thời gian thì cũng chưa có cho phép. Cho nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được. Đá không lại em đâu, em đá bóng này là người. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó? Em thì làm việc ở tại quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh, công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người gia trưởng không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì sẽ cố gắng hết sức. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch, muốn có những chuyến đi không dừng lại, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn là hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó mới quan trọng. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan, đối với anh thì nó lại khác. Là một người rất là yêu thương động vật, và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất mà nó hoang sơ hơn, chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng? Thì cái đó thật ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Công việc nam có, nữ cũng có. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền, bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm, mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có, vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi được, vậy thì được đó. Quá hay. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Thì đến với lần này thì cũng coi như là mình duyên với nhau. Thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai. Thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến mình mới của em. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ rồi thuốc đây. Thôi. Bỏ được không? Từ từ bỏ nhé. Nào, để tay vào nút bấm đi các bạn. Đã lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Rồi, 1, 2, 3. Chúc mừng, trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Đây. Để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau. Tiến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Và bây giờ thì bạn trai nào, bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á, đánh dấu mối tình của mình. Con cũng xin phép bác, con được hôn con gái bác.
Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Đây là những món quà mà chúng tôi dành cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Chúc tất cả mọi người may mắn nhất. Đây. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai đứa. Dạ, em cảm ơn chị. Chúc cho những cặp đôi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hạnh phúc và thành công rực rỡ trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào. Em đã từng ly hôn, có con rồi. Thì em cũng đổ vỡ trong hôn nhân rồi. Sau cái thời gian ly thân, anh có quen thêm ai đó không? Không, anh không quen ai hết. Nếu đúng thật là ông trời ông sắp đặt thì anh cũng muốn chia sẻ với em những gì. Cái gì mà con không thích là con nói thẳng ra luôn à. Con đâu có la lên hay là con đâu có đập đồ đập đạc gì đúng không? Tùy cô ơi. Nó tùy cô ơi, nghe thấy thấy hú hồn. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.